Thì nguyên lý hoạt động của nó là trong kia nó xay ra, nó xay vậy này, xay ra, xong nó ra gặp cái dao này, đấy, nó xay ra, ra gặp cái dao que đây, nó cái dao này nó xay, nó cũng xay luôn nó ép ra cái ré này nha anh em, ép ra cái ré này. Nguyên lý hoạt động của nó là nó hai cái mặt bằng này nó phải sát nhau nha anh em. Đó, nhiều lúc anh em mình không rành mở ra xong cái không biết cái bỏ lộn vậy nha anh em, bỏ vậy là sai kỹ thuật nha anh em. Đó. Hello anh em, chào tất cả anh em đến Quang Thái Gia Lai nha anh em. Hôm nay Quang Thái sẽ review và báo giá cái con xe thịt đùng nha anh em, của công ty Mạnh Quân, hàng Việt Nam chất lượng cao anh em ha. Thì cái con xe thịt đùng này anh em, nó có trọng lượng là 22 kg, trọng lượng này anh em, trọng lượng bản thân là 22 kg nha anh em. Và cái kích thước, cái kích thước thì đỡ Quang Thái đo cho anh em mình xem ha. Quang Thái đo cho anh em mình xem nè, cái kích thước á là ở trên kích thước của con máy nha anh em, nó dài là 50,5 này, nó dài tổng thể là 50,5 nha anh em, cao này cao là 31 nha anh em, còn rộng thì trên cái miệng đó nè là 22 anh em ạ. Đấy, rộng tầm 20 à, rộng nếu tính từ hộp điện đi thì nó là 25 nha anh em, 25 26 anh em hả, ngang này là tổng thể là 26 này, dài là 50,5 và cao cao là 31 cm anh em, trọng lượng bản thân là nặng 22 kg anh em. Và ở trong miệng đó này anh em, trong miệng nó cái khay mà đỡ đựng thịt đó là chiều ngang 20, chiều cao là 7,5 và chiều dài là 38 nha anh em. Đó, trong cái khay nó đó nha anh em. Đấy. Thì phụ kiện kèm theo là nó có một cái phiểu này để mình vô gia vị này hoặc là vệ sinh này anh em ha, đổ nước vệ sinh được, vô gia vị cũng được, nó hai chức năng ha. Và một cái này cái nhựa này đỡ mình đè thịt xuống ha anh em ha. Và tặng thêm một bộ dao anh em, bản thân ở đó, trong máy là nó có một cái dao rồi và một cái ré sáu trong này rồi, cái ré 6mm và cái này tặng theo là cái ré 8mm, anh em mình muốn dùng thì cho nó phù hợp thì cứ bỏ vào ha. Phụ kiện kèm theo là như thế này anh em ha. Và dây điện thì nó dài 1,5 m, dây điện này dài 1,5 m, dây 0,75 anh em ha. Thì giá là 6,5 triệu bao vận chuyển nha anh em. Và đây Quang Thái bỏ trên này rồi này, để quay cho nó dễ nè, đây anh em. Quang Thái xây một vòng ha, xây vòng nó inox anh em, inox 304 không bị xét anh em ha. Quang Thái quay vòng cho anh em mình xem nè, rồi quay lại vòng nữa này cho nó thẳng dây điện nè. Rồi đấy, thì đây là công tắc ha. Nó đổi chiều, đổi Quang Thái bật cho anh em mình xem nè. Mà trước khi bật thì Quang Thái quay cái hàng này là hàng tiêu chuẩn xuất khẩu nè. Đấy, về đây ghi chú này đã được quấn dây đồng chịu nhiệt 100% này. Và cái mát này, cái mát nó này anh em. Mấy xe thịt này là cái kiểu đùng nha anh em, anh em lưới nó là kiểu đùng ha. Và điện áp nó này, model nó là size 12 inch này, inox 304 nè. Đấy, dây đồng 100% này. Công suất nó mà vô tải anh em là 1100W, là 1,1 kg anh em. 1,1 kg đó là đổi ra là 1,5 người nha anh em. Năng suất là có nghĩa là nó làm xuyên suốt á là 1 giờ nó được 140 cho tới 190 kg/giờ nha anh em. Anh em thấy cái thông số này. Đấy. Và vòng quay này, vòng quay nó là 180 vòng trên min trên phút nha anh em, điện 220. Đây là công ty xuất nhập khẩu, công ty hàng Việt Nam chất lượng cao. Công ty xuất nhập khẩu điện cơ Mạnh Quân, hàng Việt Nam chất lượng cao, xuất khẩu, hàng này hàng xuất khẩu anh em ha. Đấy, thì giá là 6,5 triệu bao vận chuyển anh em. Cái con này 1,1 kg, công suất khá là lớn ha anh em ha. Và Quang Thái, để Quang Thái bật tắt cho anh em mình xem ha. Nó ở giữa này anh em, ở giữa đây là tắt nha anh em. Mình bật qua đây là nó chạy theo cái chiều phải, là nó chạy theo cái chiều này. Mình bật qua bên tay phải mình này. Đó là nó chạy theo cái chiều này anh em ha, chiều này này. Đó, cái nó chạy theo chiều này ha anh em ha. Nó chạy theo chiều, mình bật qua phải là nó chạy theo chiều phải luôn. Nó chạy theo chiều này. Đó, mình bật qua bên trái này. Đó thì nó chạy ngược lại. Anh bật qua phải là chiều phải, động cơ là nó chạy ngược cái đồng hồ. Và bật qua trái là nó chạy theo cái đồng hồ, là chạy theo chiều trái nha anh em. Giờ mình thấy bật automatic ha. Rồi, bật automatic này, bật theo chiều phải này. Bật qua tay phải nha anh em. Đó, là nó chạy này. Nó chạy khá là nhanh này. 100
80 vòng trên phút này đó, và bên thái tắt này. Đấy, tắt cái nè. Rồi bật bật bên trái nè anh em, rồi nó chạy theo theo kim đồng hồ này anh em. Đó. Anh em ha. Đấy, chạy theo chiều trái anh em ha. Đấy, nó là dây đồng 100%, hàng tiêu chuẩn xuất khẩu nghe anh em. Đó là công tắc. Trọng lượng bản thân là khá là nặng anh em. 22 kg ha. Mình thấy tắt nè, rút điện lên cho chắc anh em ơi. Rồi, mình thay mở ra cho anh xem nha anh em. Thì cái cách mà đỡ mà anh em mình chưa rành á thì cách mở ré đỡ vệ sinh thì nó rất là đơn giản. Đầu tiên á là mình vặn nè, ngược kim đồng hồ cho nó ra cái cầm này ha. Nó làm inox á anh em, inox 304 không reset anh em ha. Đó, mở ré này ha. Rồi, anh em bỏ xuống nè. Xong anh em kéo nè, kéo ré này. Đó, lấy cái ré nè, nó có cái ré. Một bộ nó đi theo là như thế này anh em. Đó, bản thân trong này là nó có một cái dao và một cái ré. Ré này 60 ly. Đó, và cái ré tặng theo là 80 ly. Anh em mình thích muốn ré nhỏ thì chơi 60 ly, còn thích ré lớn thì chơi 80 ly nha anh em. Cái dao này. Và cái dao anh em mình lưu ý cái phần này này, cái dao này. Đó, cái dao nó sẽ có hình cái mặt đây là bằng với cái dao ha. Cái mặt đây là nó lõm ha, nó lòi ra ha. Thì đồng nghĩa với cái cốt này, cái cốt nó lòi ra. Đó. Thì nguyên lý hoạt động của nó là trong kia nó xây ra. Nó xây vậy này, nó xây ra. Xong nó ra gặp cái dao này. Đấy, nó xây ra gặp cái dao qua đây. Nó cái dao này nó xây. Nó cũng xây luôn. Xây luôn, nó ép ra cái ré này nha anh em. Ép ra cái ré này. Đó. Nguyên lý hoạt động của nó là nó hai cái mặt bằng này nó phải sát nhau nha anh em. Đó, nhiều lúc anh em mình không rành mở ra xong cái không biết cái bỏ lộn vậy nha anh em. Bỏ về là sai kỹ thuật nha anh em. Đó. Bỏ về nó hở ra là sai kỹ thuật. Nhưng mà anh em bỏ sao á, bỏ sao mà cái dao này với cái ré này nó khít nhau là nó bằng mặt nhau là được ok nha anh em. Đó, cái chi tiết đây thì đỡ anh em mình lỡ như mà mới va chạm á thì đỡ mà biết cách đặt. Chứ nhiều lúc anh em mình biết quay vô vậy nghe anh em. Nhớ là phải quay cái mặt bằng ra bằng với cái ré là đúng kỹ thuật nha anh em. Các bạn xuống đây. Nè, rút cái cốt ra đỡ vệ sinh đó anh em. Cái này là cái cốt. Đó. Cái mũi giống như cái mũi khoan anh em ha. Nó mình bỏ thịt xuống đây, nó xay nhỏ ra bớt ha. Nó cắn nhỏ ra bớt xong nó mới đưa ra ngoài này. Cái dao này nó xay tiếp nữa rồi nó ép ra cái ré này là nhuyễn luôn nha anh em. Đấy. Cái này là trong này cốt thì anh em mình đúc vô chiều nào cũng được hết. Ấy là đúc vô cái bốn cái mặt này là mặt nào cũng được hết, nhưng mà phải đúng cái cốt nó. Cốt này là cái hình vuông ha. Còn ngoài đây là cái hình tròn. Đó, thì anh em mình nhớ đúc cái cốt nó hình vuông này vô nè. Đấy, đúc vô ha. Đó, đúc vô là ok xét. Đúc vô và đồng thời đúc vô ha. Đấy, đúc vô nó gần bằng cái mặt ga đây, và đồng thời anh em mình nhìn vô cái đây. Anh em mình nhìn vô trong cái khớp này là nó xét vô trong cái ô bi ha, là được ha anh em ha. Đó, xét vô này ha. Nó đỡ hở là sai nha anh em. Đấy, giờ mình tháo bỏ vô lại này. Đấy. Thì lần lượt ha, cốt vô ha. Rồi xong anh em đặt này. Nhớ là quay cái mặt bằng của dao này ra ngoài cái ré nha anh em, ra phía mình ngồi này. Đó, anh em nhớ ha. Đó. Đó, cái này mặt bằng này, đó cái mặt bằng này, chứ đừng có quay ngược lại là sai. Và nó có một cái khứa này. Cái khứa dương này để mình đưa vô đây cho nó cố định này anh em, nên đúc vô. Và nó có một cái khứa này, cái khứa này. Bên đây cũng được mà bên đây cũng được. Đó, nó có cái khớp cái khứa đó. Đúc vô. Đấy, đó, bằng nhẹ ha anh em ha. Rồi, đúc vô nhẹ nhẹ. Đấy, cho nó đúng ra cho đến trồng gai nha anh em. Nè, dạng này gai thuận này. Đó, dạng theo kia đồng hồ lại vô này anh em. Và vô cứng vừa tay ha. Đấy, ok ha. Rồi, bật gam điện bằng tắt thôi. Đây, gam điện. Bằng tắt này anh em ha. Đấy. Nó đang theo chiều chạy theo cái ngược kia đồng hồ là chiều phải cái động cơ. Anh em ha. Đấy, đang theo chiều phải động cơ nó xây cái khả năng làm việc của nó là 140 kg cho tới 190 kg một giờ nha anh em. Và ampe nó này cũng khá là ổn định, 2,5 ampe nha anh em. 2,5 ampe anh em ha. Đấy, tắt này. À, anh em lưu ý là nó là hàng này là hàng đạt tiêu chuẩn đỡ xuất khẩu này. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cả cái máy mình này, từ cái chân cho tới cái thân cho tới cái khay này là inox 304 nha anh em. Inox 304, và đặc biệt nữa là cái dòng này là công suất lớn này. Cái công suất của nó là nó vô tải là 1100W này. Còn bản thân nó mà chạy không chưa có tải này anh em là nó có 950W thôi. Đây cái thùng của nó đây anh em, bên Thái mới khui ra nè. Anh em thấy không? Đấy. Bản thân nó power là test này, là Quang Thái test có đang chạy là 950W, nhưng mà nó vô tải này. Khi mà nó vô tải là nó gần 1W nha anh em.
Đó, cái thùng nó size đây là anh em mình cứ đặt là size 12 là đúng đúng mẹ của nó ha. Size 12 là nó có ghi trên cái thùng này, nó ghi trên cái mác cái tên sản xuất, cái model của nó này, size 12 inox Berlin 4. Đấy. Cái này là Quang Thái báo vé lại cho anh em mình biết ha, vé là 6 triệu rưỡi bao vận chuyển, và cái dòng này là công suất lớn nha anh em, 1000 là 100W vô tải. Dây đồng 100%, anh em lưu ý là dây đồng 100%, nhưng mà nó đặc biệt hơn nữa là quấn đồng nó chịu nhiệt nha anh em. Đó, đồng này, quấn dây đồng 100% và đồng chịu nhiệt, thêm cái chữ đồng chịu nhiệt nữa là nó ở một cái loại đồng cao cấp hơn nữa nha anh em. Đồng chịu nhiệt nó khác với đồng bình thường nha anh em. Thì đây cũng là một con, thì hai con này Quang Thái cũng quay cho anh em mình nhà mình biết. Máy xay thịt anh em mình cần thì cứ liên hệ số điện thoại bên trên màn hình, và một con thì Quang Thái gửi đi Kiên Giang cho một chị khách hàng ở Kiên Giang đã đặt bên Quang Thái, giá là 6 triệu rưỡi bao vận chuyển nha anh em, trọng lượng bản thân là 22 kg, và phụ kiện kèm theo thì nãy Quang Thái cũng đã nói rồi đó, một cái dao và một cái rẽ 8 anh em ơi. Quang Thái chào thằng gái anh em nhé. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em. Rồi, chào thằng gái anh em.